Ngày 19 tháng 9, quân đội Syria đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9, đồng thời cáo buộc các nhóm phiến quân tại nước này đã khiến thỏa thuận này đổ vỡ. Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria dẫn tuyên bố của quân đội chính phủ nước này nêu rõ, lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ đã chấm dứt. Tuyên bố nhấn mạnh, các nhóm phiến quân tại Syria đã không hề thực hiện điều khoản nào trong thỏa thuận này. Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Ngoại trưởng John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov làm trung gian đạt được vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 sau cuộc đàm phán kéo dài gần 13 giờ tại Geneva, Thụy Sĩ. Thỏa thuận mang tính đột phá này kêu gọi ngừng giao tranh trên khắp Syria và tăng cường viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo, miền bắc Syria. Kể từ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực vào tối 12 tháng 9, bạo lực đã giảm đáng kể tại các mặt trận chính. Tuy nhiên, đụng độ vẫn nổ ra vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền trung Syria như Hama và Homs, cũng như phía đông thủ đô Damas. Căng thẳng leo thang khi không quân Mỹ ngày 17 tháng 9 không kích vào các vị trí của lực lượng quân đội chính phủ Syria tại khu vực cách sân bay Deir Anzor 6 km về phía nam và sau đó tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cuộc không kích đã làm 62 người thiệt mạng và 98 người bị thương.